Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Hyundai Creta, một mẫu xe cỡ B gầm cao được lắp ráp tại Việt Nam. Thời điểm đầu tháng 3 em đã cập nhật chính sách cho anh em rồi. Thời điểm đó nhà máy đã giảm giá niêm yết khoảng 20 triệu tùy từng phiên bản. Và tại thời điểm hiện tại, Hyundai Creta còn mức hỗ trợ khuyến mại từ showroom bên em, hỗ trợ tiếp tục tiền mặt hơn 20 triệu. Và trong video này, em sẽ cập nhật giá bán và khuyến mại mới nhất cho các phiên bản Hyundai Creta tại thời điểm ngày hôm nay là ngày 9 tháng 3. Và mời anh em cùng xem chi tiết video. Mẫu xe Hyundai Creta là mẫu xe gầm cao cỡ B được lắp ráp tại Việt Nam với 3 phiên bản để anh em lựa chọn. Phiên bản thấp nhất đó là Hyundai Creta bản tiêu chuẩn. Phiên bản thứ hai đó là Creta bản đặc biệt. Phiên bản thứ ba đó là Hyundai Creta bản cao cấp. Đối với phiên bản Creta cao cấp, anh em sẽ có hai tùy chọn, một tông màu và hai tông màu. Đối với tùy chọn hai tông màu thì mặc định sẽ cộng thêm 5 triệu so với tùy chọn một tông màu. Tất cả các xe Creta đều là xe sản xuất 2024, xe mới. Và trên thị trường, Hyundai Creta cạnh tranh trực tiếp với rất nhiều mẫu xe nằm trong một tầm tiền từ khoảng dưới 600 triệu cho đến dưới 700 triệu. Rất nhiều mẫu xe để anh em lựa chọn trong phân khúc gầm cao cỡ B này. Em có thể kể đến một số những cái tên như là chiếc Kia Santos, Toyota Yaris Cross, Honda HR-V, Mazda CX-30 và một cái tên mới đó là chiếc Mitsubishi X-Force cùng với một số những mẫu xe khác anh em có thể tham khảo. Tại thời điểm này, với mức giảm thêm tiền mặt từ showroom bên em, giá bán cho Hyundai Creta bản thấp nhất là bản tiêu chuẩn bây giờ chỉ bằng một mẫu xe của phân khúc cỡ A như là chiếc Kia Sonet hay là chiếc Hyundai Venue. Thì tùy nhu cầu của anh em, một là anh em lấy Creta bản tiêu chuẩn, hai là anh em có thể tham khảo những mẫu xe gầm cao cỡ A ở những phiên bản cao. Chính sách bán hàng của Hyundai không phân vùng thị trường, anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe. Và hiện tại bên em có hai cơ sở, một cơ sở Hà Nội và một cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em. Phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chính sách bán hàng cho anh em, đó là Hyundai Creta bản tiêu chuẩn. Em xin phép điểm qua những thông số kỹ thuật của xe để những anh em nào mới tham khảo anh em có thể nắm được, còn anh em nào đã tham khảo qua rồi thì anh em có thể bỏ qua. Hyundai Creta bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 1.5 lít cho công suất cực đại là 115 mã lực tại vòng tua 6.300 vòng trên phút, kèm hộp số vô cấp CVT. Xe được trang bị phanh đĩa 4 bánh, la răng đúc 17 inch. Cụm đèn pha dạng bóng bi halogen, có cảm biến tự động, có đèn daylight ban ngày. Cụm đèn hậu dạng LED. Xe được trang bị ghế da cao cấp, điều hòa cơ, có cửa gió điều hòa sau. Màn hình thông tin 3.5 inch, màn hình giải trí đa phương tiện 10.25 inch. Xe được trang bị 6 loa thường, có chia smart key để nổ bằng nút bấm. Xe được trang bị những tính năng an toàn như sau: xe trang bị camera lùi và cảm biến lùi, cùng với đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp. Xe được trang bị phanh tay điện tử kèm auto hold. Về túi khí thì xe được trang bị 2 túi khí. Giá niêm yết của nhà máy là 599 triệu theo giá niêm yết mới. Và tại thời điểm em làm video này, hỗ trợ giảm thêm tiền mặt cho anh em. Cụ thể tại cơ sở Hà Nội, giá bán cho anh em chỉ còn có 578 triệu. Tặng kèm anh em bọc vô lăng, thảm để chân, nước hoa, cùng với đó là tặng thêm dán phim cách nhiệt và camera hành trình. Hai phụ kiện tặng thêm này hỗ trợ anh em trên kênh Xe Việt. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, giá bán cho anh em là 583 triệu. Tặng thêm anh em một gói phụ kiện. Anh em quan tâm thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh theo số điện thoại để góc phía dưới bên trái màn hình. Như vậy với giá bán của Creta tiêu chuẩn thì đang tương đương với chiếc Kia Sonet bản Premium hay là chiếc Hyundai Venue bản đặc biệt và một số những mẫu xe sedan cỡ B khác. Căn cứ từ giá bán như trên, giá xe ra biển số lăn bánh của Hyundai Creta bản tiêu chuẩn em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 673 triệu, các tỉnh áp 12% là 654 triệu, các tỉnh áp 10% là 642 triệu. Biển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 666 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 647 triệu. Giá xe ra biển số lăn bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem trên màn hình giúp em. Anh em mua trả góp, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 182 triệu, các tỉnh áp 12% là 163 triệu, các tỉnh áp 10% là 150 triệu. Biển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 171 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 151 triệu. Bắt buộc anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên trị giá là 7,5 triệu, cùng với đó là dịch vụ đăng ký xe trọn gói. Và như vậy gói vay 85% sẽ tương đương với số tiền là 491 triệu. Thời gian vay tối đa 8 năm, gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,5 triệu.
trong đó gốc chia đều là 5,1 triệu và lãi suất đầu tiên là 3,4 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em nào cần đến bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì chủ động liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ gửi qua Zalo cho anh em để anh em tham khảo. Phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là Hyundai Creta bản đặc biệt. Về thông số kỹ thuật của xe, ngoài những option tính năng như bản tiêu chuẩn thì bản đặc biệt được trang bị thêm những option tính năng cụ thể như sau, nâng cấp hơn. Cụm đèn pha cốt đã được nâng cấp lên dạng bóng LED. Xe được trang bị điều hòa tự động. Hệ thống âm thanh thì được trang bị 8 loa Bose. Xe được trang bị thêm cruise control ga tự động. Về hệ thống túi khí thì xe được trang bị đến 6 túi khí. Tại thời điểm đầu tháng 3, nhà máy đã hạ giá niêm yết cho Hyundai Creta bản đặc biệt. Và tại thời điểm ngày hôm nay, ngày 19 tháng 3, chính sách bán hàng bên em hỗ trợ giảm thêm tiền mặt cho anh em. Cụ thể giá bán của hai cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 626 triệu, vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như Hyundai Creta bản tiêu chuẩn em vừa mới cập nhật cho anh em. Anh em có thể xem lại. Tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, giá bán cho anh em là 630 triệu, đồng thời cũng tặng thêm anh em một gói phụ kiện khi mà anh em liên hệ trực tiếp. Với giá bán mới như vậy, giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 727 triệu, các tỉnh áp 12% là 707 triệu, các tỉnh áp 10% là 694 triệu, biển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 718 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 698 triệu. Anh em mua trả góp Hyundai Creta bản đặc biệt, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 195 triệu, các tỉnh áp 12% là 175 triệu, các tỉnh áp 10% là 162 triệu, biển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 182 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 163 triệu. Bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ, năm đầu trị giá là 8,1 triệu, cùng với đó là dịch vụ đăng ký xe trọn gói. Và như vậy gói vay tối đa cho Creta bản đặc biệt sẽ tương đương với số tiền là 532 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 9,2 triệu, trong đó gốc chia đều là 5,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,7 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và phiên bản cuối cùng em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là Hyundai Creta bản cao cấp một tông màu. Về thông số kỹ thuật, ngoài những tính năng option như hai bản Creta tiêu chuẩn và đặc biệt em vừa mới cập nhật cho anh em thì bản cao cấp còn được trang bị thêm những option tính năng như sau. Xe được trang bị ghế lái chỉnh điện, có làm mát hàng ghế trước. Xe được trang bị thêm giới hạn tốc độ, màn hình đa thông tin dạng điện tử 10,25 inch. Đồng thời xe được trang bị thêm những tính năng an toàn vượt trội hơn như sau. Có hệ thống phòng tránh cho người đi bộ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường. Tại thời điểm em làm video ngày hôm nay là ngày 9 tháng 3, tại cơ sở bên em hỗ trợ giảm thêm tiền mặt cho hai cơ sở như sau. Cơ sở Hà Nội giá bán chỉ còn 673 triệu, cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh giá bán là 676 triệu, vẫn tặng kèm phụ kiện cho anh em như hai bản Creta em vừa mới giới thiệu. Căn cứ từ giá bán này, giá xe ra biển số lăn bánh em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 779 triệu, các tỉnh áp 12% là 759 triệu, các tỉnh áp 10% là 745 triệu, biển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 768 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 748 triệu. Giá xe ra biển số lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản, anh em có thể xem lại trên màn hình. Và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 207 triệu, các tỉnh áp 12% là 187 triệu, các tỉnh áp 10% là 173 triệu, biển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 193 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 174 triệu. Ngoài ra thì bắt buộc anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu tiên trị giá là 8,7 triệu, cùng với đó là dịch vụ đăng ký xe trọn gói. Và như vậy gói vay tối đa sẽ tương đương với số tiền là 572 triệu trong thời gian vay 8 năm, gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 9,3 triệu, trong đó gốc chia đều là 5,9 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,4 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của ba phiên bản Hyundai Creta tại thời điểm ngày 9 tháng 3. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.